Còn nó kêu mình là di chuyển cái đầu dẫn hướng dây á, cách cái bàn 25 cộng từ 1 mm. Thế là sao biết được cách đấy? À là cái thước đồ à? Mình làm theo phương ít thì mình đấy. Thường thức ích jog là cái gì? Dạ nó chạy nhanh, nó di chuyển trục nhưng mà chạy nhanh. Mấy hôm nữa lại quên nên lại không biết hỏi ai. Mình lấy tâm của cái thằng này. Thằng này nó cũng 1. Mình lấy tâm cũng nhân với mình xích nó rồi sao rồi. Đây nó tâm ở đây thì mình lấy là tầm khoảng 25. Rồi. Đấy. Thế còn trục kia ông lấy luôn à? Mình làm ở trên máy phay thì là nó có cái điểm nó đánh dấu. Máy cái đó nó sẵn mình trả tới đó thôi. Nhưng mà cứ bật máy lên là phải làm lại nè. Dạ không, tại vì mình tháo, em tháo máy rồi. Em vẫn ok. Thì cái kia mình tiếp theo á là mình di chuyển từ cái vị trí đó ra ngoài thêm từ 25 tới 30. Di chuyển ra đúng không? Dạ. Đây đây là di chuyển bằng cái gì? Dạ bằng phím trên đây. Nó vừa bằng phím bên kia mà vừa bên đây cũng được. Ở đây là lúc mình chọn rồi thì bắt đầu này nó về công đây. Bắt đầu mình coi nó trừ 25. Nó cho trừ 25 để làm gì? Dạ để kiểu như máy, cái này là yêu cầu của nhà sản xuất. Với lại để nó biết là cái trục mình di chuyển tới luôn không có bị vướng cái gì hết. Tại vì đây là cái lần đầu tiên mình tháo, khi mình cài đặt là mình tháo máy ra mình di chuyển này nọ rồi đấy. Ở đây thì em chọn trừ 25. Mình tiếp theo mình kia mình bấm ok. Sau đó nó kêu mình nên di chuyển về cái vị trí không, vị trí quay, không quay đây. Lại quay lại vị trí rồi. Mình bấm tiếp ok. Thì nó kêu mình sẽ bấm nút start này thì bắt đầu máy nó chạy nó tự nó dò cái điểm đó. Bấm đi. Thì quá sao? 25 mm thì quá. Khi mình tắt máy. Nó yêu cầu tắt máy xong mới là tắt ra thì bao lâu đây? Bao nhiêu giây? Khoảng chừng mười mấy hay chục giây hơn xíu cũng thôi. Thế cả 50 à? Cả 50 đều phải làm vậy à? Dạ tùy, nếu nó yêu cầu thì làm, tại vì có những cái mình chỉ cần làm một lần. Thế cái này là nó chưa có nhận được cái điểm đó. Thế phải làm lại. Dạ. Thế mình là phải tắt máy trước khi cho nó về đúng không? Mình làm lại. Sao lúc nãy nó bị lỗi gì? Dạ, có thể là nó không, nó chưa có nhận được cái điểm đó, nó kêu mình tắt máy mình làm lại từ đầu á. Ừ. Rồi,
tiếp theo, nó kêu mình muốn làm trục tiếp theo thì mình chọn on và bấm ok tiếp. Nhưng mà phải di chuyển chuột xuống chứ. Dạ đúng rồi, di chuyển cho nó xuống đây. Mình chọn on. Thì nó kêu mình làm tiếp tục y cũng như vậy. Này là bấm chạy gió rồi, cái step nó chạy theo bước, bước của này là một link, mỗi lần bấm nó một link. Nhưng mà mình có bấm một cái rồi không bấm miết gì, dạ. Bấm nháy về thì, dạ, đúng rồi. Kết thúc rồi, tục tiếp theo cũng vậy. X U V ở cái này mình cho một cách nó làm cao suốt, cách nó cao làm cao suốt, từ về cái U ấy. Này đang chạy từ cách cho nó lên cao một xíu rồi nó lại bắt đầu mình chọn cũng giống như lúc nãy thôi. Nhưng mà U với V thì nó hơi đặc biệt hơn xíu. Nó kêu mình di chuyển xuống để mình coi cái tâm của hai cái lỗ này nó trên lệch nhau từ khoảng cộng trừ một thôi. Nhưng khoảng cách là bao nhiêu? Dạ. Nó là gần nhau thôi, còn nó gần nhau để để mình kiểm tra cái đường tâm thôi. Mình nhìn tương đối vậy thôi, còn mấy mốt thì mà có dây á, cái đầu lên xuống so dây nó đứng luôn đó, lúc đó là cái coi như cái cộng từ một nó gần như là bằng không rồi, thì mình làm nó tương đối chuẩn hơn. Bữa nay khi có dây thì mình làm theo cách này để hướng dẫn cho anh coi, cho biết cái phương pháp làm mốt thì có dây cái đầu là chính xác rồi. Là thì bây giờ đó, nếu cái vị trí này, giả sử vị trí này nó đã đạt như cái cầu cộng từ một rồi thì bắt đầu làm tiếp. Đây mình cái bước này là mình đạt rồi thì mình ok, bắt đầu nó kêu mình di chuyển trục cũng giống như lúc này, thì đây nó là bằng không rồi, mình bấm step. Cái step đó là gần như là bấm bằng tay đúng không? Dạ. Không được bấm liên tục à? Mình bấm liên tục vẫn được, nhưng mà mất công mình bấm cái này cái tọa độ nó không có chuẩn, nó chạy bất kỳ con số bất kỳ, khi gần tới cái đó mình phải chỉnh từ cái lại. Còn này mình bấm thì mỗi lần nó nhảy cứ một thì mình chắc chắn hơn, chính xác. Rồi mình bấm ok thì nó kêu mình di chuyển ngược trở lại về cái vị trí không. Mình
chưa được. Đấy là theo một phương rồi đúng không? Dạ. Cái này em chỉ để mức ở mức tương đối như vậy thôi, mình làm luôn. Tại vì chưa có dây thì mình cũng không có cần cái cam. Bấm một cái. Thì nó kêu mình di chuyển theo phương trừ. Cái này theo phương nào? Dạ, trừ luôn. À, trừ 25 độ tới trừ 30. Ừ. Tiếp thì mình sẽ rét này lên rồi xuống. Ok. Nó kêu mình đo từ cái khoảng cách này đi xuống tới cái mặt bàn, đây là mặt bàn. Còn này còn đầu trên thì khoảng 76 phần tiền 11. Cái mép này à? Dạ, cái mép kia tiền mép trên. Đấy, mình sẽ tháo ra. Mình cẩn thận thôi chứ cũng không ấy đâu. Thì nó kêu mình xuống từ 25. Thì mình qua step. Đó. Nếu còn thấp thôi. Chuyển vào phương thì biết không, mình bấm cho nó lên. Thì bây giờ đó, mình bấm tiếp con star thì nó sẽ tự dò chạy, mà không biết là cái gì.